Hướng dẫn giải quyết chế độ cho người mắc Covid-19. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang thực hiện triển khai một số chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong đó, quyết định số 3642 qd ubnd ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định hỗ trợ đối với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động ngừng việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, lao động tự do. Quyết định số 5073 Quy đề UBND ngày 2 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung. Một số điều tại quy định số 3642 Quy đề UBND về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trường hợp có quyết định cách ly trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với F0 và F1 thì được giải quyết theo quy định